little too so-so. Bây giờ kiểu như là ok, mình quyết định là mình cứ là chính mình, em không có muốn là mình phải gồng nữa. Mà em thấy có rất là nhiều bạn bằng tuổi em gồng nha. Oh my god, gồng cố để chứng tỏ là tôi cũng là người lớn. Anh kể cho em một cái này thôi, tức là anh có làm với rất nhiều bạn trẻ rồi. Thì có những cái case, có nhiều bạn á, các bạn rất là chăm và các bạn có nhiều năng lượng, các bạn muốn đẩy vào trong công việc của mình. Cái điều đó thật ra rất là tốt. Nhưng mà các bạn cũng khá là kiểu như là difficult to work with. Tại vì các bạn đặt vào nhiều những cái kỳ vọng, nhưng mà cái cuộc đời nó không có như vậy. Hoặc là có nhiều bạn sẽ đặt quá nhiều kỳ vọng vào, sẽ nghĩ là vì mình đặt rất nhiều những cái tâm tư, tình cảm và effort và energy như vậy, thì ngược lại là mình sẽ nhận được lời khen, anh cảm nhận được liền. Đó, em học ở bên Mỹ em cũng biết không? Ở bên Mỹ thì nó hơi sai ở cái chỗ là con nít là ai cũng phải được khen. Riết rồi cái rất nhiều con nít lớn lên làm rất nhiều thứ là nó rất là dở. Nhưng mà miễn mà ai chê một cái là kiểu các bạn bị sốc liền. Nhưng mà tức là anh thích cái văn hóa bên kia là ở gia đình là nói là I love support. You và khen con và support. Nhưng mà cũng sinh ra những cái con người là người ta expect là cuộc đời phải khen họ. Cái này cũng hơi shady một xíu, nhưng mà em cảm giác lúc mà em ở đó là mọi thứ nó rất là fake với em luôn á. Tại vì nó quá khác với mình. Nó fake không? Mà kiểu trời ơi, mình nói mình đẹp quá, mình đẹp đúng xấu luôn. Mình đẹp quá. Lúc đó cái mình nghĩ tự nhiên mình thấy là ủa, là mình có bị mean không ta? Tại mình không hề thấy nó đẹp, mình không thấy nó ấy, đúng không? Tại vì kiểu như khen như vậy nhưng mà mình lại không cảm giác được. Khen cho nó chết. Anh sợ cái đó, anh nói là chết, cái này phải là khen cho nó chết không? Tại vì tôi không có làm điều đó. Anh không có ngại khen đúng không? Em thấy là tụi mình là kiểu thật sự là thích là khen. Mean it. Tôi rất là hâm mộ, tôi rất là thích đó. Nên nói chung là cũng dao động giữa hai cái văn hóa, anh cũng thấy là cái nào cũng có cái tốt, cái nào cũng có cái xấu đó. Nhưng mà nói về cái xấu của Mỹ rồi thì nên nói cái xấu ở bên đây, đó là không bao giờ khen luôn. Không có khen. Không khen. Nhưng mà em ở trong cái ngành này nó bị một cái là lý do tại sao anh cũng không chơi được với nhiều người trong ngành. Đó là tại vì anh hay thấy kiểu khen rồi cái xong cái trong group chat cái chê. Còn những cái mà nó hay, nó thật sự nó hay thì không khen trước mặt người ta. Hiểu. Anh nói ủa vậy là làm sao? Tức là cái mà người ta đang rất là hay ho, người ta giỏi, mình khen cho người ta biết thì không nói là ghen và ghét. Xong cái gì mà mình không thích thì mình khen tới. Ủa là làm sao? Nên nó làm anh bị sợ, tại anh introvert, anh càng kiểu sợ không có giao du, nên là anh kiểu bữa em có hỏi với anh là ủa Kendall thân với ai? Đúng không? Có rất là nhiều người khác, người ta tới người ta sẽ nói với anh là Kendall nhiều bạn quá ha, kiểu như là Thảo Mai. Anh sẽ nói là không, Kendall không nhiều bạn. Cái nó thế Kendall đi chơi nhiều mà giao du nhiều nó thì đó là giao du. Cái đó là cái phần là tôi thích gặp người mới, tôi thích nói chuyện. Còn cái kiểu mà chia sẻ mà kiểu có bạn bè nó là khác. Tụi mình lớn rồi. Tụi mình biết cái điều đó, tụi mình biết cái sự khác biệt. Bớt nói những cái câu như là thế đi chơi nhiều mà nhiều bạn mà, bớt nói những đó. Giờ anh phải trả lời làm sao, đúng không? Đó, nên là anh sợ những cái chuyện đó. Thà mình không có khen, nhưng mà một khi khen là mình phải thật sự mean ấy. Phải thật sự là thấy mày làm vậy tốt, tao khen. Và kiểu là mình cũng sẽ thích ở trong cái môi trường của những người bạn như vậy. Ở Việt Nam á, anh thấy lúc anh về anh hơi bị sốc, cái gì cũng chọc hết trơn á. Mà nó làm anh bị cảm giác là hồi xưa là chọc anh là kiểu như là không biết làm việc này nhà, không biết nấu ăn đồ này kia, làm anh nghĩ là ôi mình dở thiệt, mình không biết nấu ăn. Bây giờ nấu ăn rồi, anh nấu bữa anh nấu cho em thấy làm sao? Được không? Ngon. Cũng được đúng không? Nhưng đúng mà không? Vậy nè, có nghĩa là cái sự chọc á là nó cũng gọi người là... ta thương người ta mới chọc, nhưng nó làm cho mình kiểu oh shit. Chắc là tôi như vậy thiệt. Mình suy nghĩ lại bản thân mình lại. Đúng rồi. Mình suy nghĩ lại bản thân. Nhiều khi em cũng không biết là người ta chọc thiệt hay chọc giỡn, tại vì em nói chung là cũng nhưng mà về suy nghĩ nhiều đúng em không? Em mới về em nói trời em thấy mày vậy mà vậy quá ha. Cái xong kiểu làm sao cái bắt đầu ngồi cái tức là ngoài mặt là vẫn vậy, nhưng mà trong đầu là kiểu làm sao cười gượng không biết làm sao luôn á. Nhưng mà những cái lời chăm chọc đó kiểu như là bạn nào mà không vững á sẽ kiểu như là bị cảm giác như bị attack á. Đúng rồi. Và sẽ kiểu cố gắng thay đổi bản thân mình. Không thì anh mới nghĩ là cái này nó cũng hai chiều. Thứ nhất á là thân thì mới chọc nha mấy má. Còn không thân mà chọc là vô duyên nha. Chửi đó, rồi cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là khi mà chơi với nhau á cũng phải từ từ adjust, tức là mình cũng phải support bạn chứ không phải lúc nào cũng chọc. Tại vì anh thấy có nhiều nhóm bạn á hay đè một người ra chọc. Anh á là rất hay bị đè ra chọc, tại vì người ta nhìn anh là không cảm xúc, người ta nghĩ anh là không ảnh hưởng. Nói sao anh cũng không ảnh hưởng, tức là không có sợ anh bị tổn thương, đúng không? Nhưng mà tối về anh ngồi anh suy nghĩ rất là nhiều. Anh mới nói mọi người như vậy đó, anh nói mọi người hiểu là cái limit của tao đây nha. Tao thấy đủ rồi, đúng không? Tao không muốn là một cái tại vì
sau này các bạn cứ nói là tại vì chơi mày thích thì mới chọc, đúng không? Nhưng mà tại vì người ta cũng không hiểu được là anh cũng có buồn nên ta, các bạn sẽ nói là sao không nói. Anh nói là không lẽ cứ mỗi lần vậy cái nói nó cũng khó, đúng không? Thì mình phải balance, và anh cũng học cái cách là cũng bắt đầu là yêu thương và chấp nhận những cái đó từ bạn bè của mình, nhưng mà nó cũng phải giảm bớt ở một cái tần số nhất định, đúng không? Tức là nó là hai cái, thì anh thấy anh cũng grow and appreciate, tại vì cái văn hóa ở đây là như vậy, thương thì mới Mới nói ra những có. cái lời góp ý, đúng không? Ok, chấp nhận. Tuy nhiên góp ý vừa phải, đúng không? Mình góp ý những cái gì mà thiết thực, mà người ta sửa, mà người ta có thể là Sửa người ta được. benefit rất là nhiều, và người ta có thể sửa được trong trong một tiếng, trong một ngày, Người đúng ta không? Ví dụ sửa như được. là em mặc áo trái hay là cái Cái gì mà sửa được thì hãy đúng, nói, đúng không? Còn còn cái những gì mà không sửa được đừng mình có nói ngồi mới chọc, suy nghĩ, đừng chọc đó. đúng không? Như vậy thì người ta sẽ không có thể, không có feel good. Anh lấy ví dụ là cái chuyện là anh không có tự tin về cái mũi của anh đi, anh sửa cái mũi anh bây giờ là lần thứ năm rồi. Như là anh không có phải là không tự tin tới mức mà kiểu như là mình quá là buồn khổ, tại vì cái mặt anh cấu trúc là nó lệch, đúng không? Mình cũng chấp nhận nó, mình cũng thấy là mình đã chấp nhận nó rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần lên TikTok, cái mọi người lên, mọi người bàn về cái mũi của mình như là mình là một cái món đồ ở chợ, cái mọi người đi qua chỉ trỏ, ê sao mày, nó làm ảnh hưởng, Nó làm đúng ảnh không? hưởng. Kiểu như objectify tôi là một cái gì đó vô tri, đúng không? Thì cái chuyện cái mũi là chuyện anh không có sửa được liền, Đúng anh không có rồi, cần nói nữa, đúng tại vì rồi. sao mỗi sáng anh dậy anh soi gương anh thấy cái mũi anh mà I see it. Vô duyên nhất là có đứa này nè, anh mới sửa cái mũi xong, cái vừa mới sửa xong được 2 ngày thôi, cái nó nói là tôi thích cái mũi cũ của bà hơn, ở giờ anh sao vậy, tao tháo cái sụn ra luôn nha, vô duyên rồi má, đúng không? Tao đâu có hỏi ý kiến của mày là mày thấy sao, mà nó còn sưng rồi mới sửa xong, Ý tức là suy là nghĩ gì là nói luôn á. nhưng Mấy nó rất là má vô duyên, nó không có bé nữa. mấy mấy má là kiểu có những cái mà nên nói thì không nói, những cái cần khen thì cũng khen, những cái tự nhiên suy nghĩ trong đầu cái nói thẳng ra luôn. Tôi thích cái này cái kia của bà hồi xưa hơn, nhưng mà no thanks, tao không có làm cái điều đó để tao làm cho tụi bay cảm thấy thích, tao không làm vì tụi bay, tao làm vì tao, đúng không? Nếu mà tụi bay cũng thích thì cho một like, còn không thích thì Thì thôi, thôi, đúng thì nói chung là khen thì khen không? thật tâm, còn không á thì thôi đừng có kiểu như chọc rồi chê người ta, nói chung là Bất kỳ cái cũng tương tác nào của mình mà nó ra được một cái gì đó tốt, suy nghĩ thì đầu đi thì làm positive, thì nói, positive đúng thì không? nói. Còn không thì thôi, Nó mình có làm group ảnh chat hưởng. riêng, nếu chat group riêng không sao hết, tôi không bao giờ biết, không ảnh hưởng gì hết, đúng không? It's fine. Đó, tinh tế lên, Tinh tế lên. tinh tế lên, hashtag Tinh tinh tế tế lên. lên. Tinh tế lên để tất cả mọi người đều gọi là sao ta, tự tin, vui vẻ và Đúng enjoy rồi. cuộc đời của mình thật sự luôn. Yes. Little social.